Alo đâu? Dạ, máy hồng sơn này có đông sao? Dạ. Máy hồng sơn xong có đông sao? Dạ, chậm xe đó. Máy xe, chậm xe này. Tổng máy tổng. Alo. Chạy, chết ống. Đầu khách đi hoặc
em lên xe ngồi đi. Bây giờ bỏ được cái giấy tờ vô đỏ mình thôi. Được rồi.